Xin chào các bạn, mình tên là Trần Ngọc Cường, cựu sinh viên K9, ngành quản trị khách sạn trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo. Qua thời gian 3 năm học tập ở trường, mình có đạt được thành tích giải 3 kỳ thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2018. Hiện tại sau khi ra trường, mình đang làm việc tại trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương. Mình thấy nhà trường đào tạo rất nhiều ngành nghề đang hot hiện nay như quản trị khách sạn, kỹ thuật chế biến món ăn và công nghệ thông tin. Nhà trường có cơ sở thực hành chất lượng với đội ngũ giáo viên đào tạo. Nhà trường kết hợp việc học lý thuyết và thực hành, và trong sinh viên khi đang học tập sẽ được nhà trường tạo điều kiện thực tập, tìm việc làm thêm trong suốt 3 năm học và tìm việc làm sau khi ra trường.